lực công suất lúc ai bỏ sai mặt thái mới hết bắn chia lực công suất lại triệt hiệp lúc xâm lăng xì đến những bột bột này ta này cứ chỉ cả đó lại bị đọt tục đọt mình tục thế bà dân đang cướp kia nè sắp có đang cướp phía kia sau đây đang tha lục xong rèn xí sốm tô lục cầm sục há lục phi yếm chay đang bị đau bẩn tụng hai cá phi yếm chay đang bị đau bẩn tụng ở bao chun rồng cua vì mình miên ở rương ở vây để dân tô mình oan thế có vấn đề chấm lai rồi bao quát chọn luôn quát ở vây nhé nị chia vây để chấm chọn rồng lên quát ban này gì tha tụ bay chỉ quát sở hạ ca trừ mùi lục xòm đáng xí có quát mình phơ ẩm phơ hăng xa đại chút xòm đáng xí dạng đôi mà đây à với để dân trâu đắng á tiếng cơm sụt khá tiếng xòm đáng xí cứ chia sở hạ ca rây sở tháp bật nức nông ca đất nôm cần đã bạ xong cổ chết ở rùm khỉa tụ bây chỉ nẹ quam trô bay chạy khỉa cả đời nẹ quam trô ai mình cho rùm chứ môi khỉa bàn ở bên đắng á bọn tay xong ràng xì nâng cơm sục khá mình ai bài khí bàn thế chia bị xe bên làng tổ là cả trao tài ca bia khí nha đời xa ấy mùi chia bật thiên xong ràng xì chia bật thiên cơm sục khá chia anu bật thiên hát sục khá chia mùi khí nha nông công xong xì đôi chứ nè lục cơm sục khá bên làng tổ là cả nửa bê na đại kỳ trao lục xong ràng xì có trao tài ca bia lục xong ràng xì ai bị buộc cột cà phê xong ráng xí mình men đam bay cà phê xong ráng xí thế cứ cà phê yu để thoa tì mùi xong ráng xí ăn miếng khó thế tì pì cột cà phê xong ráng xí cứ cà phê khuôn ai nung đào xa tai prosan bà con mình cà phê lục xong ráng xí thế nhưng cột cầm miên chuột bị bắt khục khất chửi mùi lục xong ráng xí đấy prosan bà con mình đòi ao tổ là cá chọn bà con lục xong ráng xí hàng xả thấy ngay nâng sống tốt bị sớm mấy cái chào xong đáng xí thật hàng xả ấy cho bạn bà khi nhóm mình lưu bị lục cầm sọc đây kèng bạc hai bạc nhóm xua ra lục đất sinh mình mà đoán tới lục đất sinh lúc mơ khơi bạc nói dùng mơ khơi tha lục cầm sọc cả lòng bóng cơ chìm nữa đã quam trô lục cầm thật hà khăn khá đáy bạn ta lời nít hạ bởi đi chìa xê rì cun phóng hạ đôi là lục bàn miền xa hạm bánh mà nên chấn càng lúc cầm thật lo gì đó đối chân ác kì chắc chọn khuôn anh từ bình chấp bố trước nạ lúc đó xin thầy bình bước khuyên bạn nạ bà nhóm cơ thà lúc cầm giật khá quật bao dụt xa tăng vì kì chạp khuôn quật lòng chân nằm bì bòn đọc bầm bầm máu quật đào dụt xa khóc bay đòn tuôn tuôn hay nhóm tay tay trong niềm chế nẹ tam đa nó học chế nẹ đại rích quân cô lưu dô bài rồi bỏ lục cầm sạc khá hay có trở bàn tổ tù ca chế bàm mát vì nẹ quân trô lục cầm sạc khá nâng chế đàn đó hay chông có kết thả lớn ích chông có bàn khơi nó không nông bàn đài dừng cung thả lục cầm sọc bàn khai tổ chế cô đào này ca chế bàm mát vì nẹ quân trô lục cầm sạc khá ấy chông miên à rõm dô chất lục cầm sọc bởi kia cái lò máu, cuộc sống có lo lắng cắt ở lòng bài mình đấy. Còn vấn đề thứ bây giờ là cái đó chứ, chưa mơ tha, away để lúc cầm giật tha chay nó không được là cá chỉ cầm hoa chút được sát tì bay, lướt tì bay, và tua bị quật bằng cá nâu cầm hoa chút được sát nhiều bài pi lướt cái lò máu, lướt tì muối cứ về cái chắp luôn, và lúc cầm giật tha plem nâu cần đa là triệt. Quạt mình bán ăn ở nhà, trong ở quầy để trong tour bán bò làm miên pì, nã được nuông, cái nắp sừng cua chiết bên nút cứ còn miết bom ôn bị chiết bớt chỉ bị xe nhẹ quan tro, cái nắp sừng cua chiết trong vừa đầm ná bị khay chết chết chùm vinh nôm pì nước máu chui cà pì lục cam sơn khai, tam bị dạ cà pì bẹp ạ hàng xa miền đây là tàu để chùm vinh tiệt lục cam sơn khai chẳng tới mình nói kì nuông luôn lục cam sơn khai tới quân tình kia. Còn bây giờ lúc cầm sức khá tôi vinh thế đại khuất tôi cầm ở chân tiếng nước mà nói cả bị khuất nâng chỉ cầm hòn muối đại khuất chưa tục chất từ lời của con là cá chưa tục chất thá khuất bán miên tùm nè tùm nông nâng ai đọc sài bánh hà đợt luôn khuất tỏa bàn nâng chỉ cầm hốc tìm mùi
Cũng hôn lực tí bí cứ chùm rơ dụt ở xa mình chlai, mình chlong, mình top, mình tố. Bỏ quát làm lòng bê đại quát cho bí rốt. Đại thơ ai bố rốt mơ khơi anh tha rủ biếp rồi có ca chơi rơ dụt ở xa bạp ní chơi ca chơi rơ dụt ở xa đá. Thì dụt ở xa á sang xa á xa cam. Miền này thật đê chăm ca lực lén, đê chăm ca nó cru. Nâng đê chăm sẽ rây phiếp để ở cái đại trường biên mà bà kền anh đang chỉ cầm hô lực thì bị hơi cầm hô lực ní anh ấy bởi dương dông tam bê thì vi hô lực cầm giật khá thế đại lực đại priếp thiếp lục xóm ràng si tâu nâng pol pot nâng vi chỉ cầm hô thông này chỉ cầm hô mũi đại đổi lực cầm sọc lực làng chẳng thả tim mũi mình ca phía đại cụ luôn ấy tu bay chỉ chi yếm đọc bằng tục bèm nà cả đòi cầm bằng tay chẳng mơ khơi nà lục cầm giật khá chanh cái hậu tranh cho tờ sách robot tờ lá cá nộp nông ca prapra cái leading question sầm nua tiền bạch chốn đầm bay ở dưới slide shop tờ năng sầm nua nữa bây giờ hai chương mới khởi thà cái slide là việc này cứ khát bằng thống hay ở vậy đại po rót ngon lắm xua thà bộ dương tiếp tiếp lục xong đang si tờ năng pol pot lắm chỉ mà nô đại miền hăng xa lắm xua thà lục xong đang si đại sầm lập này na thế phơi này vô bài bị nam cao sầm pram rùm nếu yêu bài chúng mới nâng cái nắp hôn sinh bệnh bị cao bay máu nó ta lục xong đang si miên đại thua bỏ bớt ẩm bơ hăng xa say thế lục xong đang si miên đại sầm lạp mà nuốt thế lục xong đang si miên đại bỏ bớt ẩm bơ bài gì mục xem chơi thế anh ấy miên tại po rót thế để ai bị đi chai bán hay bỏ dương chay đòi tranh dứt tờ sa này cao prau sầm nuốt nua mốc rồi bỏ tờ lá cao bán ní khiêm cơ thang lúc công sức khá khóa, kia hào tác khóa sử mặt phía rồi có khóa bộc lực lạc nạc rung khoan nó không cài đất nôm này dô bài nó cầm chí nữa mà bạn ạ con nhằm nghĩa mà lúc công sọc bình nhằm nâng môn nâng nghĩa lúc một đất sân trí tiếng lúc công sọc lên lúc một đất sân trí bàn trái lại cứ phá hạp hai khả thà vay đồ sống khán nâng cứ thà lúc công sọc khá nâng miên cầm học đôi lúc đất sân trí thà miên cầm học bây giờ chẳng lúc công sọc mến thà vay đồ lúc cầm đặc hà thuê đấy cứ chia lại bài đấy cứ cả chọn luôn được vấn đề bởi những mưa tới ta lúc chẳng pi cầm phong tài đạp mặt tốc người ta có trồng lẽ cầm hoa trở lên cho đồng kro là cầm đặc hà nâng đá cầm phong tài trên tòa lá ca chọc và can chẳng ai giờ thua phong thế được cả người thay nó chia sẻ những khi nó lên bàn đánh công Facebook lộ hình sọc san được chụp được chụp nứt đó bao lúc cầm đặc hà nâng ban thật xe thá bật thô ơi mình nuôi lẽ cầm phong tài bắt bong sợi phết nâng trời kê chót hay prang chôn sau nà ca là bài ca chia lại ca pia luôn nâng đọc bằng trọng nâng bài chia tha mình ca phía chân của bạc luôn từ bình hai lúc công sốc có chia mà nông nét lập con trọng lực cầm thật hạ đã ta ta đứng ai chân tới lúc công sốc bà chúm chá lại ở chữ bà khiếm chia bộ phương mà nè đã ca phía cô ca bùng rừng bởi chia thật bà đại bà khiếm mình đã ca phía bộ cố ở rừng có con trọng bộ cố thì ở rừng bộ cố trâu khiếm ca phía lúc xóm riêng xì cái đấy lúc cầm sốc khá cái đấy hay bà khó rước khi ông mơ khơi thà nước chỉ dụt từ xa ở biên phần thập hiếp khi ông có thua bởi con đôi kia lục tin xa cả rìa ác phơ xa xa bàn khi ông mình đã miên chung mô hô lùm yên khốn nông là dấu bái khốn nông chùm nông nè bà chia thật bà tay mọt đoàn nà thì đi cứ chung hô rồi bà khi ông xong mình chết đời khơi bình tĩnh khi ông ọt bán ai lô căm sục khá phô rô bò bà thịa rứa có hai thuyền lan bờ lì một cà phê lục xóm rèn xì tê ăn chung tê hai nhẹ tầng o đã bán thuốc cà chê bờ mạn khi ông cua nuông khi nia bị chà rana lang vinh bị chà rana rừng pi rừng ti mui yut sa nội yêu bài rừng ti pi cà to tăng thật đây nội tổ lạc cả rừng yut sa nội yêu bài có rộng lục xóm rèn xì nâng cơm lục cầm sục há nâu khôn cả nạ bạ song cù chiết tay tay trao trạc can kia từ vinh từ mộng hai khi nhóm có miền tây với liền na từ về nhảy đai hai khi nhóm mình chọn về nhảy tết khi nhóm nấu cho ngồi ngay pi chấm luộc chẳng nụ con tài cả đại phụ quan miền ả rập hiệp nâng kia nâu khôn cả nạ bạ song cù chiết vía áp bẹ po na vây từ nâng riêng tọt là cá sùa thế việc cơ quan tài chính cả bên chế âm tí process tiếp tiếp này là yêu bài và cả na phụ quan đâu tại chua kia và cài kia bài nóng miền này thả ăn sao ấy ở đây có từ một miền châu chơi tai bón nó việc bẹp bón đó tại sao
tâu nâng rương tọa lạc cả. Có bốn tay, nâu ai tọa lạc cả. Bọn bọn nè quam trô mặc hàng, bị chà ra nào chả bà. Chúng xôn chùm riêp á. Tiếng lốt xa mà đáng xí, tiếng lốt cầm sụ khá. Đạch khá đai trâu tại cả bì khá nè. Bì bùa. Bà lốt cầm sụ khá mần cả bì lốt xa mà đáng xí, mà nâng lốt cầm sụ khá mần cả bì khuôn quạt đai. Lốt xa mà đáng xí còn chẳng đai. Bà quạt lãng tổ lạc cả. Mần cả bì lốt cầm sụ khá. Có mà nâng quạt mần cả bì khuôn quạt đai. Bì bùa ấy. Quạt cư chỉ mê đất nôm cầm bú đất nôm công song si sầm ra chất chỉ mùi khí khăn ông sầm bọn là phiếp cả nạp bạc mùi cửa xa mùi. Sầm ra chỗ rùm khí. Bên đây cái cháu sầm ràng si thả hẳn xa. Cầm sức khá trao thầy ca bí ấy. Bị bố bà quạt màn ca bí ta tê đai cu khiêu mình bên hẳn xa tê nè ai bằng hai phó tàng màu. Sẵn xa cả lại nà. Thở ta bằng hai phó tàng hả chứ ba. Đại cụ khiêm xong ràng xí ọt miên hàng xa thế. Hai khiêm chong xong quân là phiếp chữ mùi quất. Cứ bước tại quất mần mến chịu bộ quân hàng xa. Xa nè vô bài rương bằng hai nhà râm cầm hăng bằng tình bằng tuổi. Anh ông mến chịu cầm hốc lâu chứ bạp ấy ná. Biết thả hàng xa tôi tại mà nụ nụ bỏ bật. Hay bằng hai mới xong ràng xí bàn bỏ bật hàng xa bình cả máu vì ọt miên. Đôi chứ nế. Bạn. Trong nế cứ lô cầm xuất khát thở cả biết lô xong ràng xí. Hay cà phê lục xong ràng xí mình mến cà phê xong ràng xí tay mà giang tế đôi đất khi mà chạy hàng đam thạc cà phê dụt trị thòa nì muối tí bị cà phê luôn quát đây bà quát mình cà phê lục xong ràng xí nấu xả và nà cà tế miền này thạc quát đàn miền tùm đẹp tùm nông chứ mùi xong ràng xí thằng ấy nấy cái cháu thật xong ràng xí hàng xả chốc thằng ấy cao cái cháu xong ràng xí giang mạch tiệt hay có ăn cà phê nhưng chẳng mà này thạc cầm sức khá có miền cà cháu bà căn muối đáy cái hào thạc khúc khất nó không chạy bạp á. Bà quát mân bần đói, sống tụ bà quát bần đói, ai kì cháu lục xa mẹ ràng xì. Cả rần này lục xa mẹ ràng xì có đôi chân hẹt đài. Nhưng sao mình chạy chết thăm mây, cả rần này lột bọc lục xa mẹ ràng xì. Có mần khó đái, bỏ sân bà quát lãng tội là cả. Cái cháu lục cảm thật khá thật khá bọt chết, hẹt ấy bàm chuyện này anh. Từ xã hạ ca chỉ mùi chôn khá bọt chết, bà lục xa mẹ ràng xì. Mình khá phía lục cảm thật khá xa mà nâng lục xa mẹ ràng xì. Khúc khứt chỉ mùi chôn khá bọt chết mân chân. Xua thả. Bà mình cà phía xóm ràng xí đi cầm sụ khá nè. Hay xua thả bà xóm ràng xí mình cà phía cầm sụ khá. Ta đọc bằng tục bàn ấy. Thôi mấy đọc bằng tục bàn. Cả lò mau dân đang hay ta. Lúc mòm xóm nóng đô cà phía viên trụ xóm bốc mông quát nơi miên mà tệ. Nóng cà to xu nằm bây bây chia thật bà tay. Bà thạc khúc khất khía phong. Bà kì cháu đòi bà căn thạc khúc khất khía phong. Còn tại xua xùm nua nâng á. Cái cháu ta xùm nua nâng nôm tụi đó chùm la ơi. Đại viên bà hà rõt thạc bị bà rương prung đàn rương ấy chóp cốc đai nông. Thôi nhé. Đôi chứ nè. À với đời khi ông bán bình chân dự báo. Vì mình mên chứ cả đặt bằng tục lên lô cầm sốc khá tê. Bạn ta chú ý bắt đầu dự báo lại quạt. Thà rồi biếp phơ bẹp nâng. Mình ai đọc bằng tục bàn lại. Ní mùi á. Ní mùi. Ní dây mà đoàn tiền rồi cho bà. Khiếm này dây bẹp ní cử rương nâu tội lạc ca. Bắn tay. Rương tu sản nạc này dô bay. Rương dụt ra này dô bay. Cảm tiếng phí nâng màn ca phía khí nế. Hắn không chứ rương rồi bác bố quạt ta. Vì át bẹp bọn tên nâng rương tội lạc ca tê mê nế. Ai khiếm có khí miên sự thịt bằng khom tha. Cảm lục xa mẹ ràng xí. Rương này dô bay trao tài ca phía lục cầm sổ khá. Rương lục cầm sổ khá. Rương này dô bay trao tài ca phía lục xa mẹ ràng xí. Át tê. Rương tu sản nạc này dô bay chỉ sức rồi bác bố quạt. Bắn tay. Làng tổ là cá, bà mần cá bìa kia. Cứ đọc bằng tục ở ruôi thế. Vâng. Còn bằng tục mạnh ở ruôi. Trong cách... Hay bà khi nhóm chia lâu cầm sụt hà với nhá. Khi nhóm nâng xa nào ai tổ là cá. Thả lỡ lúc. Tổ là cá chọt bà can khi nhóm chọt từ nâng lục xóm ràng xí. Thả lục xóm ràng xí hàng xa. Trâu cháy bình chí áo chí bác thả xóm ràng xí ọt miên hàng xa tê. Ọt miên bằng hai thả hàng xa tê. Cả lại nà mùi để thả xóm ràng xí bà bật hàng xa. Hai bà xanh bà mần chưa. Hào xóm ràng xí tâu. Ôi tôi thua xa xây nó không tôi là ca, không nông rừng nâng đấy. Mình chẳng, xin hả tớ, bà mình chưa quạt cầm sổ khá. Xin hả lục xóm đáng xí, ôi tôi chơi nơi tôi là ca đại tử. Hết ấy bàn chìa tôi là ca, mình bỏ bạc ở ca ôi lục xóm đáng xí bàn chơi phóng. Bà xanh bà rương luôn, chọt bẹp bọn tình nâng lục xóm đáng xí đấy. Chẳng hai bàn chìa khi chúng kết tha, khi chúng bà răm tha chanh là bà chào cầm. Khi chúng bà răm chanh là bà chào cầm thật ngay ní cái chào thật hàng xà, chào thật ngay cầu cái chào thật mày thiệt. Vì căn đó thương ngôn tâu, hay xung nua rồi bỏ chào cỡ mà ta mê thư vi miền bà xa nè. Cứ bốc lô cầm sổ khá nè, đau luôn lô cầm sổ khá nè, ao chơi à, vấy đây kê chong chơi à, ế đây kê chong bàn à.
Ui đó, cái đó lục cầm sổ khá chứa nhạc xuất thị mân nông chứa nhạc bà chia thằng bà ta bà chô đó. Mày có tao sao cục chứa mùi lục xóm đang xị đá chứa mân nông hàng xá. Nè, cái lấy năng mùi á, cà nà lục cầm sổ khá mân cà bia xóm đang xị. Tì mùi, và dân dây bì xa là thoàn dỗ bái cứ nông miên gầm đất tiệp hai. Thằng ta cà bia đáy cu được bọc luôn đáy ọt miên gầm hò, à nắng á. Bà đất tì bì chúng ăn dây đứng gầm rặn dầu bái ấy, chúng để dây tại vì đứng đọc mình tốt đâu tôi là cả vì đỏ man nhưng đỏ mạch man hai con tôi ưu tiên hóa rừng bồn bồn rừng này chanh bao bồn bồn hai đau chanh vinh án ông chìm này dầu bái đó hai bồn bồn xong lạp mà nó án ông vi chìa rừng cầm hóa rồi bao bồn bồn đó hai cả đàn ấy cầm sổ khăn này tôi là cả vì miền bẹp bồn ấy nâng từ rừng bồn bồn mà nó chẳng phải là ưu tiên hóa và bạc lại đấy. Mình chân, rừng bíp xanh cái này, lắc lại vì chưa rừng xa mà đang xin nâng cầm sổ khá ta. Chẳng bách lực ưu tiên hóa rừng Pol Pot thôi ấy. Hay rừng Pol Pot, kể nào chanh bị Pol Pot, bị bố kê ấy. Kể chanh bác Pol Pot. Chẳng quát chá lại bà chẳng bác màu. Chẳng quát nâng dạng mạch. Ta quát chanh bác xa mà đang xí rư dạng mạch. Nè à nâng á, bố xân bà cả ra nấy bạc nâng á, bộ xa rai ở mên tên tớ ná. Cứ chôn tiện hay đi bằng phật tử, nẹt chóp men ta lục cam sục hàm nẹt thế, lục sam đen xí cái ai bằng thay sùng ngầm đường tiền, vì ắt chấm nhanh, vì ắt chấm nhanh đào cà cà pì khuôn thế, hay khi ông như vậy nè là mày chui nhá nè, cất lại mấy nhá, nẹt con tro lục cam sa, hay khi ông sùng áo quân lục tin sa cà ria mũi nó trăng tha, lục bạn chạ sùng lê nhở bao, nẹt say men sục phi rít đài quạt chiêm mê thiếu vi cà pì lục cam sục hà, quạt trăng prang cà pì lục cam sục hà nè, khi ông sùng sa sa quạt, đâm bay áo crom lục cam sục hà nè, bàn chắc ba. Tha nẹ srei mêng su phía rí quát chi nẹ miên bà xa. Mên sọc sọc khi ông bàn bột ở miên bì khăn ông tổ lạ ca bì khăn nạp bạc bà chi chôn cam bà chi hài nà thế. Bì bố khăn ông ca chào bà căn rộp bà bộ kê tha kê song sái nè. Cơm sọc nào kào đi mấy góc miên bột ở miên nâng bì tổ lạ ca thơ vinh. À con chào lạc cơm sọc bạc lô ni chi tì mù thay bà xa nhi lô ni miên xùm nuôi chăng xù mô căn lô cơm sọc nâng lô đơn xin chí xùm đàn lý tụt sang hăng tung comment Facebook cọp càng nghe rồi bỏ dưới đơn trẻ trong đơn lộ nền nền bình vậy là xùm khánh trong xù anh trong xù lô cơm sọc nó bằng trong nghe đơn lộ đơn xin chí bằng tích vậy lô cơm sọc bàn chlai ổng bánh mấy thà lô cơm sọc khá chlai bàm nít cứ chia cá chôn trẻ rồi bỏ tà lạc ca thơ bình tì bây dừng mơ tới nhưng trong xu đọt đáy đôi lô hình trong sao bạn lực làng chẳng cứ chìa ca chôn tẹt đôi con chìa ca bọt đọc một chút nè phê đa lô cầm thật khôn ái nếu mà bởi mơ lòng phí sao là ca mơ phí sao crom sẽ là đồng bốn bà đoàn thiết tôi lúc mà phê bằng phí chân nắm hoặc là đứng đạc bọn đời kia đạc không khôn được không tẹt đôi mình ạ là nhát ở chút là nạ thằng ọ ta nấy chìa ca chlai đồng bây đọc một chút từ bình tế mình chìa ca chôn tẹt đấy mấy ai rủi khôn sân tới rồi cứ chìa lưng chân tế bà lúc đơn sân xử. Khi ông miền ca dô khơi mùi xe mùi đài chia sử mật tạc cam chia scenario mùi đài chung kết thao vi ai chênh chia trò nè dô bái nè chì vật nè dô bái chung kroi rồi bà lô cầm sạc khá chì lực tì mùi hay đài dương khơi thao tù la ca gom bù nó gom nọt ca cắt sạc đây rồi bà lô cầm sạc khá nó bà buôn lơ chứ bà lô. Khi ông tha rương ní mình mên chì rương chai đòn thê vì ai chỉ miên chỉ riêng đại miên ca riệp trong sinh nào rồi bạc loa hơi ở quay được trong ai son là than bán trong kết tha lục cầm sực khá nâng ai tổ tu ban sẽ lại phiền hơi lục cầm sực khá nâng ai khai tới chia nẹn nhiều bài làm vĩnh hơi mình xua nâng ai khai tới chia mê đắc nom sầm quan chúa tổ mục đại miên cả nã bạc mà chấm luôn nó không năng phong đối với này trong mơ khơi thà về về chia sẻ nào là vô mỗi đại ai cho lục công sự khang nghĩa từ lọp màu xây viên và chia từ tay với những đội dân đồng sáp ấy thà với đại nẹp và chia từ tay cùng phong tại chùa một tiệm nữa rồi còn cùng phong tại thật nó không thà là việc mỗi cứ thật nó không cả là vật chủ tịch xã IF rồi bỏ tay ta luôn là vô đoàn rồi còn hay dựng đăng pi ở nhà bắt lục tây tạng vô làm thầy hôn sai nói thà nó pê đại quát ăn nó quát cho nó sang nó mà đóm cứ quát mà đại phải lên cho nó sang nó trao cả đá ti đi dựng khơi nhá cả pi chín năm cao sập bấy rồi hôn mà nói chín năm cao sập bẩn bấy dựng khơi cho nó sang muối đại chi đại hao chung mua thà chỉ vô bài chín nè bạn cũng tên chữ cô ra chân nào sầm quan đắc nô mai có hôm chắc rồng tôi mà tiết cứ yuta sa bấm bay đồng bay group group defeat and control đại bấm bay ra chân na sầm quan đắc nom robot pu origin dùng từ tại tận rộng
hay mà đó bên này cứ đặt chữ đặt cô nội vô bài chọc sỏi mình ai bộ cụt bộ chén chỉ mùi nương chỉ mùi nương cái nắp cái nắm này bàn phần là lớn nhất chứ đầm nặng cả mấy mùi tiết đấy tây ta này vô rồi mình trời hôn sáng bằng cao chưa được sạc IF đầm bay cùng tích cô đáo cứ đầm tích trộm nội vô bài là bỏ đồ xong làm gì để cho nên hay trong bơ tới lục cầm sạc khá ai chia tu ống để trong hao của lo móc trong hao qua tại chia côn ốc nội vô bài đấy vô một prau sập rập ốc nó không vô được sạc này của những đăng hai thà miền tại lục cầm sạc khá mùi tê tại miền cái hao là tây tập hiệp thuộc bấm bay rồi có thuộc bấm thuộc tiền ca côn tro pi phụ xóm đang xin dùng rồi hồ đòn tu ban pram cái ấy nó không long cho năm các bác sĩ nói rằng bị bỏ bay. Để cho nên hai bộ cầu pin nút, những khi tham mình biến đến nam miền smart phía bồng bay, thân mô lực than, cầm lăng mô lực than, rồi bỏ lục xong làm gì thế. Để cho nên ca đại tranh lục cầm sực ca tranh bị lục xong làm gì có chia ca anh vật cho tới sa IF, rồi bỏ tây tạng này vô đoạn bảy con sai đây. Hay nộp bay đây lục cầm sực ca phơi đầm nào này vô bay tàu tàu khai tới chiều mây đắk nông sầm bốn, của những khi hai sinh nhàn trong cầu này miền cả nạp bắp mùi hai. Để bán khai tới chia sẻ mà chức xâm phu án phá lâu ca rưu của mình phá lâu ca ai xâm kê bán được chứ nét trong kết thả bởi xin chí lô cầm giả khá miên giả rây phiếp chóng mình chóng khá miên ở nà miên giả mặt phiếp xâm rôp xâm rôl xâm phu án gần áp bạc chú phu tổ mục rồi bỏ xâm phu án bán tên chẳng ai lô cầm giả khá trao bán chơi mà đất nôm xâm phu án nó phê đất nôm xâm phu án krom lục xuân chay krom gần áp bạc chăn tẹo khmai krom gần áp lương tiên nâng bán cái hậu tháp ban trường cốt can hới nom vô trộm rồi bỏ lục xong rằng si tự pra đòi mình lên sẽ đáp bằng chi hới để cho nên chọn mình chọn cứ lục cầm giật khang màu đặc nom nó có chia số tuột cái hậu tài chi yết sát tí pi màu đặc nom cho là na đồng bay bồng bay cầm lang lục xong rằng si để cho nên trong kết tha cà riệp chọn cà cắt tổ lục cầm giật khang giáp pi bồng buôn đom đây cầm nót đây là cà cho bà lo bài này mình bên chỉ đường chạy đòn thế ai chia scenario đại cổng phung tại pra nó không ca nó vọt dựa ra IF bỏ tay tạm dựa đoàn trong sản bản. Bạn ở con tràn, bạn luôn nên tìm một rấy, luôn nên bởi mình hiện đã liên tục sắp nó không comment dựng phung xa rết đã inbox mà các bạn đã xung nô được comment mới chẳng trong khang trong càng nghe bỏ dưỡng nâng dựa mất ở bởi chụp án xua chụp nô bạn. Lúc cơm sọc, xong đã khơi đây, lúc đất sinh chỉ rí bạn lực lang thá ca là lúc cầm tạc khá thuê bạm ní thì có chlai bạm ní nâng mình mến chưa rưỡng châu lần tẹo đó bắt là cả đôi đợt lúc bàn lực lăng việc hàng đào một tỷ cứ chia bờ mơ tới lúc chia con mơ tới chia scenario mùi chạy lẽ hai ai thay lọc cầm thật khá trong cái đôi tới được gọi là cả sau mà cả nó bị chọc hai chân không khai prang thầm một nước ai miên sẽ đầy phiếp thay một tiệt phòng ta lúc cầm sọc ta lúc con trâu tới chụp bộ vây lúc nên xin xử lý lực lăng này mới khơi bạn nó thế sao mà cần chẳng tỷ chúng cái thay vậy để lục cầm sốc hà cầm bùng thứ cứ bất chợt quát prang chi diếm đỏ bẩn tung đòi rồi bị bỏ bẩn tung nữa còn để thay quát đá chả chăng ai bẩn thành bị cô ca yết thì thua luôn hay đành chẳng chúng cái thay đỏ bẩn tung về ăn ban đỏ bẩn tung ăn ban thì tám chục mới với đại lục cấm số khác bằng bài việc còn tại chia cũng đất dụng bó là rộ bác quật tốt là khá luôn khá nông cả rộp xâm rùa cái này lô miên cả ảnh được cổ bí nẹ khăn ảm nai tại bản nọ và đặc trưng mơ thầm mình mến chia sẻ nà rồi dô ấy khúc khất khí nha rồi viên cấm số khác nâng lục hôn sai nốt tế hai cả bằng bài như rộ bác lục cấm số khác để khi bệnh trạng mà đoàn tiến còn tại thá quát hạ đôi chuyện đa ở nơi không ăn tẹt nơi sừng nua tiền ở đó bỏ chào cầm hay đại ti bầm phốt tới đó bẩn tục của mình bán hay chốt bẩn tục căn để khang tự mình trong đấy đây sầm khăn nơi không có đường cái đây cái đàm này lục cấm sục há ban chỉ chú to tăng nơi tổ là cả tôi hỏi tới tôi bằng hai sao mà ở đây ở khai như đây không niêm chỉ mới được nón cầm pull ở đó bỏ nẹp phải chưa thật tay chỉ mấy đằng nôm cầm pool rồi chia thập tài rồi bỏ bát tiền chia muối đào mình chọn nhom từ nâng cả kiếp sừng cốt rồi bỏ phía kia mùi tiền để miền âm na chạy nâng tổ la cả nốt tì hãy đợi chứ nè khiếm sông mình chạy đợi khay tha khiếm mình toa tì
ប្រសិនបើតុលាការគេផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកកឹមសុខាទៅដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំអីតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ដែលព្យាយាមដោះបន្ទុកនេះមានល្អតើគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញសម្របសម្រួលស្ថានភាពនិងមានការប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាទៅមិនរួចអំពីក្រឡានឹងធ្វើឲ្យរួចទេ បាទអរគុណច្រើនលោកដុនសិនសេរីលោកកំសុកបានលើកឡើងថាទៅមិនរួចទេថារឿងដោះលែងដោយលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមមិនអញ្ចឹងតើលោកមានអ្វីជាសំអាងទៅក្រៅពីយុទ្ធសាស្ត្រអាយសូឡេតយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ឲ្យលោកសំស៊ីឯកោបំបីចេញពីលោកកំសខាចេញពីលោកសំតើលោកមានអ្វីសំអាងថានេះជាសេណារីយោជាក់លាក់ដែលគេរៀបចំអញ្ចឹង បាទខ្ញុំនៅក្នុងកៅភ្នែករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាមិនមែនជាដៃគូគាត់ទេលោកកឹមសុខានៅក្នុងភ្នែកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជាកូនអុកនយោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអុកសំរង្ស៊ីដូច្នេះគ្មានអីត្រូវប្រមូលតួអង្គលោកកឹមសុខារហូតដល់ថ្នាក់នេះទេដូច្នេះហើយ សម្រាប់ខ្ញុំអានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងជាសេណារីយ៉ូវាអាចពិតឬវាអាចមិនពិតប៉ុន្តែក៏ឡងមកដូចខ្ញុំបានធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ច្រើនណាស់ថាជាជំហររបស់ខ្ញុំហើយជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនមានភាពគេហៅថាខិតទៅរកភាពត្រឹមត្រូវច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមិនសុទ្ធតែនិយមពេកទេក៏ប៉ុន្តែ អ្វីដែលខ្យុំអាចប្រកាសមែនតើនោះគឺទោះបីជាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក៏ដោយលោកកឹមសុខាអាចត្រឡប់មកសេវៀននយោបាយវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជីវិតនយោបាយរបស់គាត់គឺបញ្ចប់នៅមុនការបោះឆ្នោតឬក៏ត្រឹមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026ប៉ុណ្ណោះហើយកុំភ្លេចថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកសំរងស៊ីនិយមនៅកម្ពុជាហ្នឹងមាននៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ មានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណជា2លានអ្នកដែរដែលក្រុមលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺមានតែគេហៅថាមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាគច្រើនហ្នឹងស្ទើរតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទេលធំបន្លំដេកមានន័យថាទាល់តែមកធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺមិនណាត់ធ្វើនយោបាយតែ3ខែទេហ្វ្លាយពីអាមេរិកអូស្ត្រាលីទៅគួយផឹកកាហ្វេមើលគេឃោសនាអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយ តថ្លៃយកតំណាងរីអីចឹងទៅហើយក៏ឡងមកយើងឃើញហើយថាលោកសំរង្ស៊ីព្យាយាមការពារលោកកឹមសុខាណាស់រហូតដល់កូនចៅសហការីរបស់គាត់នឹងខំសម្បានឹងអេរយាប័ន្នលោកសំរង្ស៊ីក៏ឡងមកដូចយើងឃើញហើយខ្ញុំអានឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទៅធ្វើអ្វីដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងថាលោកសំរង្ស៊ីប្រកែកអីជាមួយលោកកឹមសុខាមានតែលោកកឹមសុខាទេ ហើយនឹងក្រមបពុលោកកឹមសុខានឹងគឺតែងតែគេថាកេងចំណេញនយោបាយពីអ្នកដែលធ្វើនយោបាយមែនតើដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំជារួមខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាការបែកបាក់គឺជាការធ្វើឲ្យមានការចុះខ្សោយនៅកម្លាំងនៃការតស៊ូរបស់អ្នកអធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពញើក្អែកកន្ទេលធំប្រឡងដេកទេអានឹងគឺ ខ្ញុំថាវាជាអមរេចរបស់ខ្លីដែរកន្លែងណាដែលលោកប្រធានសេនីចោទថាអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានឹងគឺចាំកេងចំណេញនយោបាយនឹងគឺកន្ទេលធំប្រឡំដេកនឹងយើងនាងណាខ្លះសូមដឹកខ្លីបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលប៉ុន្តែយើងឃើញមួយចំនួនធំហើយកាលពីឆ្នាំ2018ទៅបាទលោកកឹមភិមមិនខ្លះទេបាទសូមដឹកខ្លីមួយម៉ាត់ ទីមួយគឺមិនសូវជាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែសូមដណ្ដើមតួនាទីចង់ធ្វើជាតំណាងរាសឬក៏ធ្វើជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅខេត្តលេខរៀងទី1អីនៅពេលដែលរៀបចំបញ្ជីតំណាងរាសអីចឹងហើយដែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមានទ្រព្យនយោបាយប៉ុន្តែអាចស្ពាយលុយទៅទិញតួនាទីទិញតំណែងហ្នឹងហើយក៏វាមានកើតមករឿយៗដែរអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នក តស៊ូនៅក្នុងក្រុមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកហ្នឹងស្គាល់រសជាតិហើយស្គាល់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនអាចលើកខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកឈ្មោះទេអានេះហើយជារបៀបធ្វើនយោបាយកន្ទេលធំប្រឡងដែរបាទ